vào Gia Qua Hiệu bị Hải Triều tấn công, xin cứu viện, xin cứu viện. Xoay hết qua trái, xoay hết qua trái. Xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện. Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi, về vụ mất tích của tàu đưa thư Gia Qua Hiệu vào tháng 6 năm 2016 tại vịnh Bột Hải, toàn bộ thủy thủ đều mất tích, cho đến nay chưa rõ tin tức. Tiềm Long tại thế. Dì nhỏ à, dì làm gì vậy? Con đang lên lớp đó. Tìm nơi yên tĩnh, dì có chuyện quan trọng muốn nói cho con biết. Được rồi, dì nói đi. Lại có một chiếc tàu nữa mất tích, dì lại cảm nhận được cha của con và cả Ứng Long đã mất tích từ rất lâu. Tuy đã tìm suốt bao nhiêu năm nay, nhưng lần này cảm giác của dì vô cùng mãnh liệt. Sẽ không có sai đâu. Cháu hãy mau thu dọn đồ, chúng ta sẽ chọn ngày khởi hành. Cậu đã nghe chuyện tàu đưa thư bị mất tích ở vịnh Bột Hải chưa? Một chiếc tàu to như vậy sao lại biến mất được chứ? Tin tức còn nói là do gặp phải thời tiết cực xấu, nói không chừng là có quái vật đó, cũng có thể. Cả con tàu mất tích chỉ trong phút chốc thôi. Long Linh Chuẩn, Định Long Linh, Chuẩn Linh Kim Quang, Tất Hiện Long, người bạn cũ, lẽ nào là anh sao? Alo, nữ thần à, trẻ như vậy rồi còn gọi cho mình, có phải có chuyện gì hay ho hay không? Chuyện tàu đưa thư mất tích ở vịnh Bột Hải có tính không hả? Cái này cũng có chút thú vị đó. Được rồi, ngày mai gặp nha. Mình phải xem
Rốt cuộc ở trước mặt của Hoàng Tiếu Đông, mình còn có thể giấu bao nhiêu bí mật đây? Cậu đã chuyển máy vi tính ở phòng thực nghiệm đến đây hết rồi hả? Mình cho cậu xem thứ này. Đoạn phim tuyệt mật về sự kiện của Dịnh Bột Hải. Người bạn cũ. Quả nhiên là vậy. Người bạn cũ là ai? Cậu làm sao có được đoạn phim này? Trên mấy trang mạng ngầm thôi. Chuyện nhỏ thôi mà. Tin tức đã nói sự kiện Dịnh Bột Hải là do thời tiết xấu gần đây gây ra. Đây chẳng phải là lừa gạt sao? May mà mình tra ra được đoạn phim do thủy thủ của họ quay lén. Có điều mình không hiểu cho lắm. Chẳng phải chỉ là một cơn sóng biển bình thường thôi sao? Đây không phải là sóng biển bình thường. Đây là sóng khiếu dĩ do Ứng Long đánh ra. Mình hoàn toàn nghe không có hiểu. Ý của cậu là sự kiện Tàu Đưa Thư mất tích lần này là do một con rồng gây nên hả? Nói tóm lại, có rất nhiều thứ con người chưa nhìn thấy thì đều cho rằng đó là thần thoại. Nhưng mà sự thật, chúng vẫn luôn tồn tại. Chỉ là không có duyên gặp mà thôi. Lần này mình đến chính là để tìm ra Ứng Long. Khi Tàu Đưa Thư mất tích, mạng địa chấn đã dò ra được địa chấn đáy biển cấp thấp, nhưng không hề công bố ra bên ngoài. Hay là chúng ta đến bờ biển xem sao? Cậu đi chậm chút thôi chứ. Tiểu Nhiên à, mềm quá. Lưu Manh, cậu không sao chứ Tiểu Nhiên? Cô làm gì vậy? Lúc nãy nếu không nhờ tôi, cô đã bị bắn chết từ lâu rồi. Cái tên lưu manh này, ngực của nữ thần tôi còn chưa được sờ lần nào đó. Cậu nói cái gì vậy? Anh bạn à, có phải đau lắm không? Có cần đi tìm bệnh viện khám không hả? Cảm ơn. Không cần đâu. Dì nhỏ, sao dì đến đây? Dì vừa mới không nhìn cháu thì cháu đã thành ra nông nổi này rồi. Không sao đâu. Trên đường đi gặp phải một người đẹp bị tên bắn, thấy chuyện bất bình mà thôi. Có nhìn thấy là ai không? Không có. Chị à, tôi tên là Hoàng Tiếu Đông. Đây là bạn thân của tôi Lý Nhiên. Hai chúng tôi đến đây, để làm thí nghiệm đó. Lừa ai vậy? Làm thí nghiệm mà bị người ta bắn tên sao? Chị giữ như vậy làm gì? Chỉ là bị thương ngoài da thôi mà. Thuật trị thương. Xem ra các người cũng không có đơn giản đâu. Quề nha. Người đẹp à, băng dáng này dễ thương, giống như là cô vậy đó. Có điều màu hồng phấn không hợp với cô. Nè, còn bày đặt sao? Đừng có không biết lễ mặt nha. Cẩn thận đó. Tiếu Đông à, Tiếu Đông, đứng lại. Mềm quá. Người đẹp à, lần này cô lựa chọn rất là đúng đắn đó. Xin lỗi, các cô không thể cướp đi con giả thú mà tôi săn được. Cái gì mà là giả thú? Ở trong lưới đó là người hả? Tiểu Nhiên à, cứu mình với.
Xin lỗi nha. Tiểu Đông à, không sao chứ? Trong khu rừng này còn có nhiều cái bẫy khác. Các người không rành đường, tôi dẫn các người đi. Chúng ta đi thôi, Tiểu Đông. Mau đi thôi. Buông tôi ra. Nè, anh nói anh tên Từ Khôn. Cái tên này nghe không giống như là người có thể lực. Người lớn trong nhà đặt, đặt cái gì thì dùng cái đó. Đây đều là bạn của anh hả? Ừ. Người này là Tiêu Hàn, dì nhỏ của tôi. Người này là Lý Nhiên. Người này thì không quan trọng, mặc kệ cô ta. Vết thương trên cánh tay anh là do mũi tên bắn trúng hả? Phải đó. Nhưng mà cũng không có gì đáng ngại. Có điều tôi muốn hỏi anh, cái trấn này bề ngoài nhìn có vẻ rất là yên bình, thật ra bất bình. Hơn một năm trước, các thanh niên trong trấn liên tục bị mất tích. Sau đó lại đồn là có yêu thú. Vậy tại sao anh không mất tích vậy? Nếu không phải do tôi luôn ở trên núi, E là cũng trở thành cô hồn giả quỷ từ lâu rồi. Vậy người ở đây cũng có liên quan đến chiếc tàu bị mất tích hả? Không biết nữa. Chuyện này có liên quan gì đến các người? Muốn tìm hiểu sự việc thì đi theo tôi. Theo tôi nào. Nè, hai người đến thật sự là vì tìm chiếc tàu đó hả? Ừ, xem ra là vậy đó. Chủ yếu là vì ứng long. Đừng thấy lạ, tôi học khoa nghiên cứu sinh vật cổ đó. Đúng rồi, vết thương của anh đỡ hơn chưa? Đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn người đẹp nha. Nơi này gọi là phố người già, bởi vì ở đây đều là người già. Họ biết rất rõ tình hình trong trấn. Có lẽ các người có thể hỏi thăm được vài thứ có ích đó. Mấy ông bà lão này đều đáng sợ quá. Ý thức của những người này dường như từng bị gặm nhấm. Hay là chúng ta đến nơi khác xem. Tranh thủ thời gian chia nhau hành động. Mọi người xem nè. Ông à, chào ông. Cầu xin hai người, hãy tha cho tôi đi. Cầu xin hai người mà. Hãy tha cho tôi đi. Cầu xin hai người mà. Bà, chúng cháu là người tốt, bà không cần sợ đâu. Hãy mau đi đi, trấn này không thể ở được đâu. Lẽ nào có liên quan đến rồng sao? Có khả năng. Chồng của tôi mất sớm, ở nhà chỉ còn lại tôi và con trai nương tựa vào nhau.
chỉ có hai mẹ con tôi nương tựa vào nhau mà thôi. Ông à, ông có nghe cháu nói không ạ? Tiểu Đông à, Tiểu Đông cậu không sao chứ? Sau phục địa. Đi, nhanh. Một trận gió vừa đi qua thì người đều biến mất. Sau đó còn nói là có dã thú đó. Cẩn thận đó. Đừng có lo chuyện bao đồng nữa. Nếu không, các người sẽ chết rất là thảm. Hỗn xược, có bản lĩnh thì ra đây, tránh phí sức của bọn ta. Bạn cũ gặp mặt, chào hỏi nhau như vậy sao? Kẻ phản bội như ngươi, cứ từ từ mà chờ bị phán xử đi nào. Bà ơi, bà ơi, bà ơi, có sao không? Bà ơi, bà ơi, kẻ nên đến rốt cuộc đã đến. Là ý gì đây? Hai người đừng có kẻ xướng người quạ. Cái gì nên đến đã đến chứ. Vào cách đây hơn 4.000 năm trước, tộc Diêm Hoàng và tộc Sĩ Du vì tranh đoạt huy hiệu gia tộc có thể thống nhất thiên hạ mà quyết chiến liên miên. Nhiều người có tài cán cũng mắc kẹt trong đó. Trong cuộc quyết chiến, tộc Diêm Hoàng đã gọi Ứng Long ra. Ứng Long phân sông tách biển, không ai cản lại được. Người tộc Si Du chết như rạ trên sa trường, cuối cùng bị phong ấn. Còn chìa khóa duy nhất có thể mở phong ấn ra chính là huy hiệu gia tộc. Để trời đất được thái bình, huy hiệu gia tộc bị chia thành nhiều phần, được lưu lại trong tay của hậu duệ Diêm Hoàng cho đến hôm nay. Tuy tôi là cùng tộc của Siêu, nhưng mà từ lâu đã rời khỏi phân tranh. Đây có lẽ là do tàn đảng Hắc Tế Tự của tộc Siêu gây ra. Hành tung của họ tôi hiểu hơn ai hết. Con tàu biến mất chắc chắn có liên quan đến bọn họ. Nhưng bọn họ đều đã bị phong ấn lại rồi. Xem ra chúng ta phải cùng nhau hành động thôi. Chấn này rất kỳ lạ. Chúng ta đi cùng nhau đi. Lòng người khó đoán, không biết được người khác có tính toán gì sao. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin từ biệt. Nè, đợi chút đã. Anh hiểu rõ nơi này, có thể làm phiền anh dẫn chúng tôi ra biển không? Tôi nghĩ là chuyện thần bí trên trấn có lẽ có liên quan đến nơi này đó. Hoặc có thể tìm được con tàu biến mất. Tôi cũng không biết có thể giúp được chuyện gì nữa. Anh xem như giúp người làm niềm vui là được rồi. Dì nhỏ à, không lẽ dì đến thời kỳ mãn kinh rồi sao? Còn nói cái gì? Đau quá. Có phải con thích con bé đó không hả? Tướng mạo chỉ là cái xác thôi, phải dùng tâm mà nhìn chứ, không thể chỉ dùng mắt mà nhìn được. Thân là người phong ấn, con tin tưởng ai thì cũng tương đương giao tính mạng cho họ. Dì từ trước giờ không tin tưởng bất kỳ người nào, cho nên dì mới có thể sống tới bây giờ. Vũ Trí, con phải nhớ, con phải bảo vệ nó thật tốt đó. Dì nhỏ à, dì sống thế này không cực khổ hay sao? Con
Chủ nhân à, còn có chỉ thị gì không? Ứng Long đã bị chúng ta khống chế rồi. Chỉ cần tập hợp đủ huy hiệu gia tộc thì ốc thể mở được cánh cửa phong ấn, khôi phục tộc nhân ở trong tầm tay. Độc trên mũi tên thời kỳ ủ bệnh dài không dễ bị phát hiện. Đầu tiên giải quyết tên nhóc họ Mộ trước. Dân mẹ, đây là cái gì vậy? Đây là trứng rồng, là thần thú bảo vệ cho nhà chúng ta. Nó sẽ luôn bảo vệ cho con. Mẹ, con nhất định sẽ tìm được rồng. Sao lại là anh chứ? Sao là cô? Ra ngoài đi dạo thôi. Vậy thì cùng đi thôi. Tối thế này rồi, anh ra ngoài làm cái gì? Tôi mới phải hỏi cô. Là con gái mà chạy ra ngoài tối thế này, nguy hiểm biết bao. Suy nghĩ vài chuyện, không có ngủ được mà thôi. Tôi cũng vậy. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện sớm tìm được đáp án. Vậy thì chúng ta có thể sớm trở về nhà, ngủ một giấc thật ngon. Hy vọng là như vậy. Wow, anh còn biết cả thứ này sao? Đương nhiên rồi. Không phải tôi đã nói với cô, người khác đều gọi tôi là bức thần sao? Vậy thì hôm khác anh có thể giúp tôi vẽ một bức không? Được thôi. Chỉ là dì nhỏ của tôi, dì nói chuyện hơi bị thẳng, tính cảnh giác hơi cao. Hy vọng là cô đừng để bụng nha. Tôi hiểu mà. Dì ấy là dì muốn bảo vệ cho anh thôi. Cẩn thận đó. Quý Nhiên à, Vũ Triết à, chúng ta mau đi thôi. Đi. Phế vật, ngay cả huy hiệu gia tộc cũng lấy không được. Cần các người có ích lợi gì chứ? Chủ nhân tha mạng. Nếu là cánh tay ác linh ở trên tay của ta, không biết các người đã chết bao nhiêu lần rồi. Sắp tới mở cánh cửa phong ấn, đừng để những tên nhãi này làm bẩn tay của ta. Dân chủ nhân, tập hợp đủ gia quy hiệu gia tộc thì ngươi có thể ra ngoài. Vào rồi nói. Sao vậy? Không sao. Nghe mấy đứa nói, chắc hẳn là gặp phải mang khói rồi. Mang khói? Quả nhiên là đoán không sai. Là khương cầm của tộc Hắc Tế tự gây nên. Con người một khi bị hạ độc sâu sẽ biến thành con rối. Bọn họ không sợ sống chết, một lòng trung thành. Ôi trời ơi, như vậy thật độc ác quá. Cô Quý à,
Nửa đêm cô không nghỉ ngơi cho tốt, sao đột nhiên lại đi ra ngoài vậy chứ? Dì nhỏ à? Thật ra lúc đó mang khói cũng là do Tiểu Nhiên đuổi đi. Nếu như hai người bọn con không liên thủ lại thì không có cách nào thoát khỏi nguy hiểm. Im miệng, dì không nói con đâu. Trấn này vốn dĩ là cổ quái, chúng ta đừng nghi ngờ lẫn nhau nữa. Chi bằng ngày mai chúng ta đi đến bờ biển tìm con tàu. Không đúng, manh mối về mang khói cũng có. Ngày mai anh Dư cũng ở đây, giờ hay có thể trao đổi một chút. Đồng ý. Con cũng có thể thuận đường đi nghe ngóng tình hình bên trong của trấn này. Xin lỗi dì nhỏ, con không nên nổi giận với dì rồi chạy đi lung tung. Con không sao là tốt rồi. Có thể là dì quá căng thẳng thôi. Chỉ muốn mau chóng tìm được bố con. Trước khi mất tích, ông ấy cũng có đến bờ biển. Có thể cũng gặp chuyện gì đó thần bí. Dì sợ con giảm vào vết xe đổ của bố hay sao? Dì đã hứa với họ sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Nghỉ ngơi sớm đi. Hắc Tế Tự rốt cuộc là muốn làm cái gì? Bố à, bố đang ở đâu? Có bọn chúng. Còn sợ không phục hưng được tập Siêu hay sao? Chúc mừng chủ nhân. Làm người phải biết cảm ơn. Nếu không có sự giúp đỡ của anh ta và Ứng Long thì làm sao có được nhiều sinh mạng đáng yêu thế này chứ? Là độc thuật chủ nhân lợi hại. Đi giúp ta giết một người đi. Là ai? Tiêu Hà, hãy nhớ tránh xa con nhóc tên là Quý Nhiên. Dòng máu tế tự của nó là tối kỵ của Hắc Tế Tự chúng ta đó. Đã hiểu. Lần này nếu ai dám ngăn cản ta lấy huy hiệu thì giết. Dì nhỏ à? Dì nhỏ. Tới còn sớm hơn chúng tôi. Thấy không hả? Các thể loại thành quả nghiên cứu khoa học. Trên có thiên văn địa lý, dưới có yêu ma quỷ quái. Chỉ có hai người nghĩ không ra, chứ không có chuyện tôi tìm không được. Cho nên sau này xin gọi tôi là phần mềm hack tùy thân. Chúng ta đi mạo hiểm. Còn chuyển nhà theo làm cái gì chứ? Đây đã là thời đại nào rồi, tất cả phải dựa vào khoa học, có đúng không hả? Có thể xuất phát rồi chứ? Đợi gì nhỏ tôi đã, dì ấy vẫn chưa đến. Thời gian không còn nhiều đâu, nơi này tôi quen thuộc, tôi giúp cậu tìm dì nhỏ. Được rồi, vậy làm phiền anh. Chúng ta đi thôi.
Tìm được rồi, tàu đang ở gần đây. Xuất hiện rồi. Chúng ta mau qua đó xem đi, bám chắc vào. Cẩn thận đó, đáng sợ quá. Nè, đi xem thử đi. Chúng ta xuống dưới xem đi nào. Những thủy thủ biến mất đó không chừng đã biến thành mang khói rồi. Chúng ta đi cẩn thận, theo sát nhau một chút. Tiểu Đông à, Tiểu Đông. Vũ Triết, Vũ Triết. Tiểu Đông à, Vũ Triết, Vũ Triết, Tiểu Đông, Vũ Triết, Tiểu Đông à, Vũ Triết, Vũ Triết. Tiểu Đông. Trả lại bố cho tôi. Buông tôi ra. Vũ Triết, Tiểu Đông, hai người không sao chứ? Vũ Triết à,
tiêu đâu? Tiêu Đông à, mới nãy hai người đã rơi vào mộng cảnh đó. Mơ thấy ác mộng làm tôi sợ đến mức tè dầm luôn. Diệu Triết, Hắc Thế Tử đang ở gần đây. Chuyện gì vậy? Chỗ này quá kỳ quái. Chúng ta mau rời khỏi đây đi. Máu chảy ngược, điều này hoàn toàn trái lại định luật dạng vật hấp dẫn. Có lẽ bây giờ chúng ta đang ở trong một không gian đảo ngược. Nơi này là có thể bị Hắc Thế Tử khống chế. Đợi tiếp nữa, chúng đều sẽ gặp nguy hiểm đó. Chỗ này không do chúng ta nắm giữ. Ứng Long rất có thể chính là linh thú ở nơi này. Tôi nghĩ người ở thị trấn và trên tàu có lẽ chính là mang khói đã tấn công chúng ta. Có người lợi dụng khe nứt của kết giới mang bọn họ đi. Rất có thể. Nhưng mà thời gian nứt ra có hạn. Muốn tất cả nhảy ra khỏi kết giới thì nhất định phải trong ngoài tiếp ứng, nghịch hướng không gian. Tôi biết làm sao đi ra ngoài rồi. Đi thôi. Nghịch chuyển vị trí, nghịch chuyển vị trí. Nghĩ cách khởi động lại máy. Đi ngược dòng nước, có thể ra ngoài rồi. Con tàu này đã bỏ hoang rất lâu, làm sao khởi động được? Hãy tin tưởng Tiếu Đông, lúc này cậu ấy sẽ không nói đùa đâu. Anh nhanh lên đi, sao lại mề vậy? Thành công rồi. Được rồi. Không ngờ nó chính là cánh cửa đó. Vũ Triết à, Phương Linh muốn là quy hiệu gia tộc. Người tới không có ý tốt, con phải bảo vệ nó cho kỹ đó. Mình không có nhìn lầm chứ? Dư Khôn, không phải anh ấy đi tìm dì nhỏ của tôi rồi sao? Sao lại ở đây? Chúng ta mau xem thử đi. Đi. Dư Khôn à, anh sao rồi? Anh bạn à, sao rồi? Tiêu Hoàng. Anh Dư à, tỉnh lại đi. Dì nhỏ à, dì nhỏ à, dì nhỏ, dì nhỏ.
nhận tế tự sẽ không dễ dàng tách khỏi chủ nhân, trừ phi là người chủ cố tình muốn tháo nó xuống. Bên đó có người. Giao quy hiệu ra đây. Đừng đau lòng mà, anh thế này sẽ khiến mọi người rất lo lắng đó. Tôi vĩnh viễn cũng không hiểu rõ, vì ấy muốn anh có thể sống vui vẻ. Sống vui vẻ sao? Chỉ cần anh muốn, tôi đều sẽ ở đây. Cảm ơn.
Không sao, không sao. Vẫn ổn hả? Không sao. Chúng ta đi hướng nào? Nếu không thì thế này đi. Hai người... Tàu Gia Qua Hiệu bị hải triều tấn công, xin cứu viện, xin cứu viện. Xoay hết qua trái, xoay hết qua trái. Xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện. Không sao chứ? Tiểu Đông à, cẩn thận chút, nơi này rất nguy hiểm đó. Nguy hiểm là anh đó. Cái gì? Người giết Tiêu Hàn chính là anh. Cậu nói là tôi thì chính là tôi sao? Anh đừng có giả bộ nữa. Chuyện của anh tôi đều biết hết rồi. Ở nơi Tiêu Hàn chết, tôi vô tình phát hiện được một mảnh vụn. Không ngờ nó lại có liên quan đến anh. Nếu tôi kiểm tra không sai, cây đao này chính là đao của thợ săn. Hôm nay không phải anh chết thì là tôi chết. Sống và chết không đơn giản như cậu nói như vậy đâu. Không hổ là người thông minh. Kỳ thực từ lúc các người đến, tôi đã bí mật giám sát tất cả. Tiêu Hàn cũng là tôi tận tay giết. Nếu không sao có thể dẫn các người tới đây được. Hôm nay nơi đây chính là nơi chôn xác của cậu. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Cậu sẽ chết giống như chị ta. Vũ Trí, bọn họ liệu có xảy ra chuyện không? Cuối cùng cũng tới rồi sao? Hôm nay tôi sẽ báo thù cho dì nhỏ tôi. Vũ Trí à, con
Tiêu Hàn đã chết, chỉ còn lại các ngươi thôi. Bọn họ đừng có dãy dụ vô ích, bất luận bao nhiêu người cũng đều có thể bị ta hấp thụ trong chốc lát. Gia Qua Hiệu bị Hải Triều tấn công, xin cứu viện, xin cứu viện. Xoay hết qua trái, xoay hết qua trái. Xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện. Vũ Triết à. Còn không giao huy hiệu gia tộc của các ngươi ra đây. Vũ Triết, mau tỉnh dậy đi. Dì nhỏ, tới thời điểm thức tỉnh trở thành người phong ấn rồi. Con không muốn đâu, con chỉ muốn dì sống lại thôi. Vũ Triết à, con hãy nhớ, quy hiệu gia tộc là chìa khóa bí mật để mở ra cánh cửa phong ấn. Thạch bích là cánh cửa sinh mệnh của người phong ấn.
đi chiến đấu đi. Dì nhỏ à, đi chiến đấu đi. Dì nhỏ, đi chiến đấu đi. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi. Cô đã muốn chết thay cho hắn ta như vậy, bây giờ ta sẽ tác thành cho cô. Anh Dư à. Tiểu Nhiên. Tiểu Nhiên à. Tiểu Nhiên. Tiểu Đông à. Anh Dư đâu? Dư Khôn là nội gián, đã bị mình giết rồi. Cái gì? Anh cho rằng tôi ngốc như vậy sao? Giúp anh nâng cấp trang bị chỉ là để nghịch chuyển trình tự mà thôi. Chỉ cần anh đè xuống thì mũi tên sẽ dòng trở về. Vũ khí của anh, ngay cả pháp lực của anh cũng sẽ bị đảo nghịch. Anh chắc chắn phải chết. Tại sao là anh ấy? Tất cả đều đã muộn rồi. Đông à, đưa giao thợ săn cho Vũ Triết đi. Vũ Triết à, đón lấy. Tàu Gia Qua Hiệu bị hải triều tấn công, xin cứu viện, xin cứu viện. Xoay hết qua trái, xoay hết qua trái.
Xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện, xin cứu viện. Theo tin tức mới nhất của đài chúng tôi về vụ mất tích của tàu đưa thư Giao Qua Hiệu vào tháng 6 năm 2016 tại vịnh Bột Hải, toàn bộ thủy thủ đều mất tích, cho đến nay chưa rõ tin tức. Tìm Long tại thế.